Hello, xin chào anh chị. Hôm nay em sẽ cập nhật nhanh 3 xe bán tải bên em cho anh chị tham khảo nha. Đây là con Ranger 2021 XLS, độ rất là nhiều đồ chơi. Con này nhập Thái nha anh chị. Đây là con 2018 Wheeljack 2.0 Beatable. Con này là hai cầu, là bản cao cấp nhất nè, mới chạy có 36.000 km thôi. Đây là con XLS 2020 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Con này mới chạy 18.000 km thôi. Để em đi một vòng tổng thể từng xe cho anh chị tham khảo nha. Đầu tiên là con này đi. Con này đồ chơi rất là nhiều anh chị. Đồ chơi bịt bùng độ hơn 300 triệu tiền đồ chơi. Đồ toàn đồ xịn không à. Đồ Raptor, nổ cái dàn mâm này không nè. Là hết 70 triệu rồi đó. Mâm Fuel với dàn vỏ Goodrich, dàn vỏ của Raptor đó, mặt cái lăng Raptor nè, cản Hummer trước sau. Đây, màu đen nhìn rất là ngầu luôn. Ở con này chạy 44.000 km nha anh chị. Đây, nhìn cái chá đèn nè, không? Đèn này là của Raptor hết á. Đó. Và cái dàn gầm cũng gia cố là hết rồi, anh chị nhìn nè. Đó, phuộc nè. Dàn phuộc đó không hết 58 triệu à. Khách hàng đang coi chiếc Everest này. Đây, ống thở. Đó, cam cặp lề. Phía trên là có ba ga mui. Đây. Dàn ghế nội thất này chị làm hết rồi. Bọc hết rồi. Màn hình Android. Start top, vô lăng. Đó. Ở đây là có camera cặp lề rồi. Âm thanh cũng được độ hết luôn rồi. Đó, lót sàn đầy đủ hết. Đây, nội thất nè. Cái hàng ghế này chủ xe cũng trang bị ghế điện phía sau luôn, trượt được nha anh chị. Đó, ngồi rất là thoải mái. Con này bên em đang bán xe kèm với lại đồ chơi là 828 triệu nha anh chị. Xe zin thì có xe zin chỗ kia, tí em sẽ quay cho anh chị xem. Con này đồ chơi ngập tràn luôn, độ rất là đẹp, nhìn ngầu lắm. Và xe nhập Thái nha, chứ không phải xe trong nước nha anh chị. Dàn đèn nè, ngầu lắm. Nắp thùng là nắp thùng trượt, cái đó có thể trượt được. Đó. Xem mấy con bán tải này đang rất là hot. Nội thất thì con này thì mới lắm. Vô lăng thì rất là đẹp ha. Vô lăng có cruise control, có giới hạn tốc độ đầy đủ hết. Điều khiển giọng nói. Chạy được 43.000 km. Trần bọc trần màu đen luôn rồi. 828 triệu nha anh chị. Tiếp theo là con Wheeljack máy 2.0 Beatable 2018. Xe này mới chạy có 18.000 mới chạy 36.000 thôi. Con kia mới là 18.000. Bản này là bản cao cấp nhất nè chị, có cả miếng trước, cả miếng sau, đèn nè, xe này có hỗ trợ lùi chuồng luôn. Đây. Đó, Beatable. Đó, chủ xe có lên thêm cái thùng phía sau rồi. Con này mới lắm, con này mới vừa chạy về luôn, em lên sóng liền cho chị xem luôn á. Biển Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì chủ xe chỉ chủ yếu đi cà phê thôi. Con này thì cũng không có chở gì nặng hết trơn á. Đó. Nên cái thùng nó còn mới lắm. Mà nội thất cho anh chị xem. Đây, nội thất nè. Đó. Nội thất cho anh chị xem. Mấy con xe này chắc không có gì để bàn đâu. Anh chị đi Wheeljack là biết rồi. Bản cao nhất là có ghế điện nha chị. Có chống ồn chủ động. Đây, vô lăng cần số nè. Đây, vô lăng nè. Đó. Đồng hồ mới chạy 36.000 nè anh chị. Màn hình em rồi. Đây. Đó, cần số anh chị thấy không? Có hỗ trợ lùi chuồng nè, hỗ trợ đổ đèo nè, khóa bi sai, cân bằng điện tử đầy đủ hết, hai cầu. Đó, bản hai cầu nó mới có hỗ trợ đổ đèo, mới có ghế điện, mới có chống ồn chủ động nha anh chị. Bản thiếu bản một cầu nó không có hai ba cái đó ha. À, con này mới lắm. Con này bên em đang bán với là 798 triệu nha. Tiếp theo là con 2020 nhập Thái. Con này là cũng là XLS số tạo một cầu. Con này mang màu xanh, mới chạy 18.000 thôi. Đây, con này cũng mới lắm. Con này chủ xe 18.000 này y như là xe mới đi văn nghệ chứ mấy. Mới tin. Đây, nội thất nè chị. Đây, mới chạy 18.000 thôi. Đây. Đó, có màn hình chưa lột tem luôn nè. Không. Đây. Cần số nè. Đó. Cân bằng điện tử đầy đủ hết. Ni lông còn chưa lột nữa không? 18.000 mới tin. Con này 686 triệu nha anh chị. 686 triệu. Ghế thì nó hơi dơ tí xíu thôi, nhưng mà bên em sẽ dọn lại khi mà giao cho anh chị ha. Để anh chị yên tâm. Nè anh chị nhìn cái thùng nè, gần như là không chở gì luôn á. Nhìn thấy không? Thùng còn mới tin. Đó. Ba em bán tải. Xe độ cũng có, xe zin cũng có, đầy đủ hết. Đây, khách hàng đang xem xe luôn nè.
Rồi, ok, cảm ơn chị xem video nha. Anh chị xem thích xe nào alo Trương liền nha. Và tất cả xe bên em bán đều cam kết chất lượng tuyệt đối hết. Và bên em sẽ hỗ trợ làm ngân hàng cho anh chị luôn nếu như anh chị có nhu cầu ha. Đó. Rồi, ok, cảm ơn chị xem video nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những sale, những sản phẩm mới nhất bên em nha. Rồi, cảm ơn chị, bye bye.